Chào các bạn và các khán giả của kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với Phương Trâm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay chia sẻ với các bạn một cái app trên điện thoại dùng để đo huyết áp một cách rất là đơn giản tại nhà, để chúng ta qua đó chúng ta có thể là kiểm tra được sức khỏe của mình, huyết áp cao hay là huyết áp thấp và nhịp tim của mình như thế nào để giữ gìn sức khỏe của chúng ta. Như thì app mà mình muốn chia sẻ có tên là gì? Xin mời các bạn nhìn lên màn hình và cùng thực hiện theo mình nha. Rồi từ màn hình điện thoại của các bạn sẽ truy cập vào Search Play và trong mục tìm kiếm thì các bạn sẽ đánh vào là đo huyết áp bằng điện thoại hoặc đo huyết áp bằng vân tay. Bạn nhấp vào thì ở đây có rất nhiều cái app để mà các bạn lựa chọn, rất là nhiều. Ở đây mình hướng dẫn các bạn là một cái app mà đã cài đặt rồi, đó là có biểu tượng, đó là một số có số là 124, 72, 616 như trên hình, các bạn nhấp vào. Rồi chúng ta tiến hành cài đặt bình thường. Rồi sau khi các cài đặt xong rồi, các bạn sẽ nhấp vào chữ mở. Đó. Rồi. Thì ở đây là cái giao diện đầu tiên thì nó sẽ có cái là chúng ta có thể ghi là có thể là tham khảo những cái app khác. Thì cái app mà đo nhiệt độ trên thân nhiệt bằng điện thoại mà đó tôi chia sẻ các bạn rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là đo huyết áp. Rồi các bạn nhấn vào nút Start. Do đây là bản miễn phí nên chúng ta sẽ coi quảng cáo khoảng là 5-6 giây gì đó. Bạn nhấn nút trở về và bạn đóng lại. Rồi, đây chính là giao diện của cái app là đo huyết áp. Thì các bạn thấy đây, có hai cái dòng. Thì các bạn nhấn vào cái dòng là SIM BB, các bạn nhấn vào. Và đây là các bạn là nó sẽ có hai giới tính, ví dụ là nam hoặc là nữ. Thì mình là nam hoặc là nữ thì các bạn sẽ nhấp vào. Thì đây mà là nam mình chọn phía dưới, nhấp vào. Rồi, thì đây chính là cái app đo huyết áp của chúng ta. Thì chúng ta quan tâm tới cái ba cái số, một chỉ số này. SES mm thủy ngân thì ở đây coi như là đó là huyết áp tối đa hay huyết áp lớn nhất đó, lớn nhất. Ở dưới là DIA mm thủy ngân thì ở đây là cái chữ DIA này là huyết áp là tối thiểu hay huyết áp thấp nhất đó. Thì chúng ta sẽ quan tâm hai cái số này, số cao nhất và số thấp thấp nhất. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta đo xong thì chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo huyết áp bằng cách như thế nào? Bằng cách là vân tay. Thì chúng ta sẽ dùng một trong những năm ngón tay của chúng ta. Thì mức độ chênh lệch của năm ngón tay này không có nhiều, thì mình có thể dùng ngón nào cũng được hết. Đó. Thì đây chúng ta sử dụng là ngón tay nè. Rồi đây có hình vòng tròn nè, với vân tay này chúng ta sẽ là nhấn vào. Đó, nó quét các bạn. Lại quét lại nè. Rồi, cho chút quảng cáo các bạn. Cho miễn phí này sẽ quảng cáo. Rồi chúng ta đóng lại. Rồi, trên đây là thể hiện được cái huyết áp của mình. Huyết áp của mình, cụ thể là mình đó là 124 là mức tối đa và 75 và nhịp tim đó là 75. Để tiêu 75. Thì các bạn nhớ ba con số này, mỗi lần đo các bạn phải nhớ ba con số này. Để khi mình có cái bảng so sánh thì mình sẽ thấy được là cái huyết áp mình như thế nào, bình thường hay không bình thường. Rồi 124, 75 và 75. Rồi thì để các bạn có sự so sánh thì các bạn sẽ nhấp trở về. Đó, nhấp trở về. Rồi, thì phía ở trên này interval, cái dòng interval này thì các bạn nhấp vào. Rồi, ở đây các bạn thấy là có ba dòng tương ứng với ba cái số liệu mà nãy mình vừa đo đó, là SES là cái huyết áp là tối đa, DIA là mức huyết áp là tối thiểu và BUL đó chính là cái nhịp tim của chúng ta. Rồi bây giờ các bạn thấy là bây giờ mình nhập số liệu nãy là 124 nè. Đó, 124. Nhập vô, các bạn kéo chỉ cần cái ngón tay mình kéo lại á. Đó. Thì mình nhập vô số liệu nãy đó, 124 nằm đây. Rồi, và nó là 75, mình đã 75 rồi, bây giờ nhịp tim là 75. Đó. Thì đây là bảng so sánh thì
nó có 3 dòng ứng với vài dòng đầu tiên là huyết áp tối đa, thì các bạn nó sẽ có bảng so sánh này. Thì nó dùng màu màu hồng là huyết áp là nó cao, huyết áp cao, dùng màu xanh là huyết áp là thấp, huyết thấp, và nằm trong tốt nhất là nằm trong vùng là màu vàng. À mình màu vàng thì nó như màu vàng thì thấy là cái huyết áp của mình nó nằm trong 124 là vùng màu vàng là tốt nè. Đó, vùng màu vàng là tốt. Và nhịp tim là 75 trong màu vàng là tốt nè. Vậy thì các bạn biết sẽ móc tối đa như nào, mình ở mức độ trung bình thôi. Bạn chịt qua đây. Móc màu vàng là bao nhiêu nè? Đó 120 nè. Các bạn thấy chưa? Đó. Tốt là từ mức độ trung bình huyết áp là 120. Đó, đến là 140. Đó, là huyết áp là bình thường. Còn thấy không nè, móc màu vàng nè, rất là bình thường. Đó, còn ở dưới là đó là huyết áp tối đa, huyết áp thấp nhất nè. Mức huyết áp mà chỉ số tối thiểu á. Đây. Là đó từ là 80 cho đến bao nhiêu đây, các bạn kéo qua đây. Đó, là dưới 90. Đó nằm trong màu vàng là từ 80 đến 90 là bình thường. Còn ở nhịp tim là mức giới hạn là từ là quá như là chia sẻ với bạn rồi, đó là từ 70 cho đến là dưới 100 là bình thường. Ở dưới 100 đó là bình thường. Vậy thì số màu thể hiện được cái mức độ. Cái màu đỏ này còn coi là rất là cao, huyết áp cao nè. Ở dưới màu đỏ cũng là huyết áp cao nè, nó huyết áp cao nè, từ 90 trở lên. Cái số chỉ số dưới là 90 trở lên, còn nếu như mà chúng ta quan tâm thì mức độ trên là 140. Đó. Đó là mức độ. Còn một màu xanh này gọi là đó. Còn chúng ta kéo qua màu xanh này là dùng là bắt đầu là cảm thấy là cơ thể là nó không bình thường rồi nè. Và qua màu xanh 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 dương là nguy hiểm nha các bạn. Đó, nguy hiểm. Còn dưới này cũng vậy, qua mức độ màu xanh này là rất là nguy hiểm. Đó. Đây là cái bảng so sánh để các bạn biết được là mình huyết áp như thế nào cũng như nhịp tim mình như thế nào. Thì thường người ta quan tâm cái cao huyết áp với số này. Đó. Đó các bạn thấy không nè. Rồi trên đây là rồi, đó là cái hình ảnh để mà các bạn so sánh được cái huyết áp của mình, để mình biết cái sức khỏe của mình như thế nào, huyết áp như thế nào và nhịp tim của mình như thế nào. Rồi, thì và một cái chia sẻ nữa là cái huyết áp này nó sẽ thay đổi theo độ tuổi. Thì các bạn có thể so sánh đây là mức độ trung bình thôi, mức độ trung bình. Thì bây giờ mình có thể chia sẻ cho các bạn nữa là các bạn có thể so sánh cái huyết áp của mình theo độ tuổi. Bây giờ cái trang bạn thoát ra ngoài. Bây giờ cái trang media.com.vn. Ở đây mình sẽ có một cái tấm hình mình chia sẻ cho các bạn theo độ tuổi nè. Đây. Đây thì là huyết áp thấp, huyết áp bình thường, huyết áp cao là tăng theo độ tuổi, tính từ 1 đến 12 tháng cho đến 64 tuổi. Đó là nó sẽ chia cho ba khớp, từ 1 đến 19 tuổi, từ 20 tuổi đến 39 tuổi và từ 40 cho đến 64 tuổi. Như vậy thì mình ở tuổi là từ 35 cho đến 39 tuổi thì huyết áp mình là 123/82, thì mình cảm thấy là cũng là bình thường, cũng bình thường các bạn. Rồi thì cái bảng này mình lấy từ cái trang là mediahome.com.vn. thì các bạn cái đường link của cái trang này mình để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp để các bạn tham khảo được người ta định nghĩa về cái chỉ số SIS cũng như DIA, rồi để các bạn biết được. Rồi và đây là cái hình ảnh theo độ tuổi. Đó, theo độ tuổi thì các bạn tham khảo mình ở tuổi nào thì các bạn tham khảo dựa trên khi mình đã đo rồi, thì rồi huyết áp bằng qua điện thoại rồi, thì mình sẽ nhập những cái số này và mình so sánh cái bảng này theo độ tuổi thì sẽ mức độ chính xác nó sẽ cao hơn. Rồi thì cái chia sẻ của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi như vậy mình mới vừa chia sẻ cho các bạn và các khán giả một cái app ở trên điện thoại dùng để đo huyết áp của mình, để biết được huyết áp của mình như thế nào và nhịp tim mình như thế nào, để giữ gìn sức khỏe của chúng ta, để chúng ta biết và chúng ta ngăn ngừa sức khỏe của mình và bảo vệ sức khỏe của mình một cách là tốt nhất. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn clip hay và ý nghĩa, hãy cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ để mình có được động lực ra những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Để đăng ký kênh thì các bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng, kính chào.